8, hàm ổ bên dưới u là vùng cốt hóa với các bè xương rõ cấu trúc, không thấy tế bào, không điển hình, osteochondroma. Tại bệnh viện chúng em chẩn đoán u lành 1/3 trên xương cánh tay phải và xin hội chẩn, xin hướng điều trị phẫu thuật cho bệnh nhân ạ. Dạ em xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn. Bây giờ xin phép mời thầy Minh ạ. Về ca lâm sàng này về cơ bản nên đã nắm được rồi, mình xin các anh chị cho phim X quang và phim cắt lớp. Dạ, báo cáo thầy Hiếu, em xin phép được phân tích cái phim X quang và cắt lớp này. Đây là cái phim chụp định vị thôi, nhưng mà trên cái phim X quang chúng ta cũng sẽ thấy cái hình ảnh tổn thương nằm ở vị trí của đầu gần của hành xương cánh tay ở bên phải. Đấy, cái tổn thương nó là cái tổn thương nằm từ phát triển liên tục với vỏ xương đi ra ngoài. Đấy, cấu trúc thì không đồng nhất, nó gồm cả phần đặc xương và cả phần tiêu xương. Bờ của tổn thương thì tương đối rõ ở trên X quang. Trên cái phim chụp cắt lớp này thì chúng ta cũng thấy tổn thương cũng khá rõ, là nó liên tục với phần vỏ xương đi ra và có tủy xương cũng đi vào. Đấy, nằm nó có cái xu hướng hướng từ trên xuống dưới, đi ra xa trung tâm. Thế thì cái hình ảnh này rất điển hình của một cái tổn thương là chồi xương, hay là gọi là cái u xương sụn. Đấy, cái tổn thương này thì về chẩn đoán bản chất thì tương đối rõ rồi. Tuy nhiên với những cái tổn thương chồi xương lớn như thế này thì chúng ta phải đặt vấn đề xem là cái tổn thương này bây giờ là tổn thương chồi xương lành tính, hay có những trường hợp nó thoái hóa thành tổn thương ác tính là sắc cụm xương. Thì cái đấy mình phải dựa vào cái dấu hiệu chủ yếu nhất trên hình ảnh, đấy là cái chuyện nó có xâm lấn ra phần mềm hay không. Thế thì trên cắt lớp vi tính thì đánh giá xâm lấn phần mềm rất hạn chế, mình có thể tham khảo bằng cách trực tiếp là siêu âm phần mềm tại chỗ, rồi cũng có thể nếu mà tốt nhất thì đấy là cái chụp cộng từ. Đấy, thì cái này thì chúng ta cũng không có, các bạn ấy đã sinh thiết xương rồi cũng ra tổn thương đại thể như tổn thương vi thể là như vậy rồi. Thế nhưng mà cái osteosarcoma thì cũng lưu ý với những tổn thương to như này, nó có thể cái osteochondroma nó to như này thì có thể có cái phần nhỏ nó thoái hóa thành sarcoma, nên mình phải khảo sát rất kỹ cái vùng tổn thương nào nghi ngờ. Và đặc biệt nếu mà ở tuyến các bạn là hoàn toàn các bạn có thể dùng siêu âm để các bạn đánh giá. Nếu tất cả toàn bộ chu vi của tổn thương bờ ranh giới rõ, không có thâm nhiễm, không có dịch xung quanh, thì chúng ta có thể vẫn nghĩ đến đây là tổn thương ở giai đoạn vẫn còn lành tính. Còn nếu mà nghi ngờ thì buộc chúng ta lại phải sinh thiết lại vào cái vị trí mà chúng ta nghi ngờ đấy để đánh giá tiếp. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Linh. Mời thầy Minh ạ. Thầy Minh lâm sàng trước, thầy Minh giải phẫu bệnh sau. Xin lỗi thầy. Vâng, theo em thì chắc là để thầy Minh giải phẫu bệnh sẽ nói trước qua về giải phẫu bệnh, sau vâng. Đó thì mình đã có tiêu bản chưa? Vâng, kính thưa các thầy cùng toàn thể các quý bạn đồng nghiệp, thì sau khi nhận được cái bệnh phẩm từ bệnh viện Mộc Châu mà gửi xuống thì chúng em cũng đã làm tiêu bản và cũng đã chẩn đoán. Thì thực tế thì trước khi chẩn đoán cái mô hình học thì chúng em cũng không hề biết về cái hình thái trên cộng hưởng từ trên CT như thế nào. Đấy, thì hoàn toàn là chẩn đoán trên cái mô hình học thì thấy nó cũng không thể nói là một cái tổn thương ác tính ở trong này, hoàn toàn là với một cái phần mô lấy được là hoàn toàn là cái phần mô lành tính và hướng tới là một cái tổn thương là osteochondroma, tức là một cái u sụn xương. Đây là một cái bệnh lành tính và với một cái tổn thương như trên, nó kết hợp với trong tất cả các bệnh lý về xương, về sụn thì cái giá trị của chẩn đoán hình ảnh là một trong những cái giá trị rất là lớn, và do đó định hướng cho mình là cái ác tính hay không ác tính là ở cái gì, cái trên chẩn đoán hình ảnh là khá là có giá trị. Nhưng còn đôi khi những cái trường hợp mà giải phẫu bệnh vẫn có thể nhầm lẫn giữa tổn thương lành tính với những tổn thương ác tính, đặc biệt với những cái tổn thương mà tăng sinh hoặc là gây can xương, hoặc là những cái trường hợp mà gãy xương mà có can xương thì tăng sinh những các cái nguyên bào xương mới, thì nhiều khi còn chẩn đoán nhầm là thành một cái sắc cụm xương.
Thế thì trên cái tiêu bản này thì hoàn toàn là em đây đánh giá đến là nó có thể phù hợp với một cái osteo công chrome. Thì nếu mà đã là osteo công chrome thì đây là một cái bệnh